may ba cái mẫu, một là cái mẫu một lớp vải là mẫu này, cái mẫu số 2 là cái lớp mà lông sồi là mẫu này, mẫu số 3 là cái lớp vải len. Thì bây giờ cái mẫu mà đầu tiên, mẫu số 1 là một lớp vải, thì ở cái này nó ở cái chỗ này nè. Đó, thì nó lùi xùi như vậy thì không phải, thì mình phải may thêm, may cái khẩu trang á, giống như thế này nè, cái khẩu trang mình may kẹp vào trong này luôn. Đó, thì cái khẩu trang mình sẽ gửi kèm thì mọi người may kẹp nó vô. Đó, may kẹp nó vô nhìn giống như là cái mẫu lông xùi vậy nè. Đó, cho hai cái mép này nó mở ra. Đó, một là cái may kẹp cái khẩu trang vào, hai là ở cái chỗ cái nẹp mũi á, cái chỗ nẹp mũi này á, thì hiện tại mình bỏ cái nẹp mũi nhiều quá, 2-3 cái gì đó, thì lấy bớt ra để một cái thôi, để một cái nẹp mũi thôi. Cái có nghĩa là cái sợi nẹp ở trong này bỏ bớt ra, chỉ để một cái thôi. Nên là lúc mà may thì mình có cái đường dằn này, mình dằn ở đầu này, mình dằn lên chỗ cái nẹp mũi cho nó cứng luôn, nó không có xê dịch cái nẹp mũi đi qua đi lại. Ở đây cũng vậy, thì cái nẹp mũi hiện tại thì nó đang bị dài quá, thì mình lấy mình cắt bớt đi cho nó vừa cái khoảng này thôi. Đó, mình đưa cái nẹp mũi vào một cái thôi, sau đó là may dằn hai bên lại. Rồi, như vậy thì cái mẫu một lớp thì có cái khẩu trang với là cái chỗ nẹp mũi là xong ha. Rồi sang cái mẫu lông xùi nè, thì cái chỗ cái đường dây này mình may nguyên một cái vòng đường dây vào, thì không phải vậy thì mình chỉ may đến cái đường dây thì mình chỉ để đến đây thôi, mình dàn cái chỗ này lại. Rồi cái đường dây chỗ cái vòng này nè, đó, thì mình tháo cái đường dây này ra. Đó, mình tháo bỏ dây để dây nó bị cắn, nó bị gồ. Rồi ở cái chỗ này á, thì mình bỏ một cái nẹp mũi vào, bỏ một cái kẽm nẹp mũi vào này, cũng đóng hai đầu lại. Đó, cũng khóa hai đầu lại, khóa hai cái đầu lại. Và lúc mà mình lật ở phía sau nè, thì cái mẫu lông xùi á, thì ở phía sau cái mẫu lông xùi thì mình cần đi cái đường dằn á. Đó, mình đi cái đường dằn đây, dằn đường một kim đây, dằn đường kim đây. Đó. Đó, thì cái mẫu lông xùi thì chốt lại là chỗ cái nẹp mũi này thôi, bỏ cái dây này đi với gắn cái nẹp mũi này vô. À, là cái mẫu lông xùi là xong ha. Còn tiếp theo là đến cái mẫu mà mẫu khăn len. Cái mẫu khăn len thì mẫu len thì ở cái chỗ mà để khẩu trang này nè, để chỗ này nè, thì mẫu của khách chỉ có một lớp thôi, mẫu của khách nó chỉ có một lớp thôi, mà mình ở đây mình làm là hai lớp, một lớp ngoài này, đó, hai lớp này. Đó, vậy thì bây giờ khách nói là bỏ cái lớp này ở trong đi. Đó, như cái mẫu mà bữa mình lột ra thì nó đang còn nằm ở bên này nè, thì nó đang còn nằm đây, thì người ta chỉ làm có đó, thì người ta cũng làm là có một lớp thôi. Đó, mình bỏ một lớp ở trong đi, rồi mình đính cái dán nhãn, cái miếng dán vô. Rồi xong thì cái miếng dán hiện tại thì bữa miếng dán của khách thì cái vải này thì không phải, mình có gửi kèm cái khẩu trang, thì cái này là cái vải hạt mè nè. Đó, thì mình gắn cái miếng dán vô cái vải hạt mè nha. Mình lấy cái miếng dán này mình gắn vô bốn góc đây cái vải hạt mè. Đó, rồi mình bỏ vô đây. Đó, vậy là xong cái mẫu len. Đã ba mẫu, mọi người làm giúp mình nha.